lấy ý tưởng chủ đạo từ chiếc khăn piêu. Phương án bảo tàng tỉnh Điện Biên là tổ hợp kiến trúc có đường nét mềm mại, tượng trưng cho hình ảnh các cô gái dân tộc với chiếc khăn piêu duyên dáng. Ý tưởng chiếc khăn piêu của bảo tàng tỉnh sẽ là hình tượng đẹp song hành bên cạnh hình ảnh chiếc mũ của anh bộ đội bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ và bổ trợ lẫn nhau, tôn vinh chủ đề chung về tinh thần đoàn kết, gắn bó quân và dân không thể tách rời. Bên cạnh đó, công trình bảo tàng tỉnh cũng mang hình thái kiến trúc tựa như một đám mây lững lờ trôi, ôm trọn lấy bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, gợi nhắc tới hình ảnh mây trắng bồng bềnh ôm lấy đỉnh núi nơi thung lũng Điện Biên. Mang đặc trưng rất riêng của cảnh sắc Điện Biên, ý tưởng thiết kế trên sẽ tạo nên một công trình kiến trúc kết tình hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Về mặt ý nghĩa, bố cục này gửi gắm thông điệp về sự đồng tâm, đồng lòng, nhất trí giữa quân và dân. Bảo tàng tỉnh có thiết kế chiều cao 12,8m, điểm cao nhất của phần tạo dáng mái cong là 18m. Về mặt quy hoạch kiến trúc, do bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ nằm ở vị trí trung tâm và chiếm phần lớn diện tích của khu đất, nên bảo tàng tỉnh cần tăng bố cục chiều cao để mang tính cân đối, hài hòa cho tổng thể kiến trúc. Về mặt ý nghĩa, bảo tàng tỉnh có hình cánh cung với chiều cao nhìn hơn, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự che chở, đùm bọc của nhân dân với quân đội. Với hình cổ chính là tổ hợp mái không gian, đường nét mềm mại, uốn lượn mang dáng dấp của chiếc khăn piêu bay trong gió, hòa quyện cùng hệ lam nhôm, chạy song song, giống như các sợi vải nằm trên khung cửi, dệt nên chiếc khăn piêu xinh đẹp. Qua kết cấu mái, dưới ánh mặt trời, có thể trông thấy rõ nét bóng hoa văn lấp lánh trên nền đất. Họa tiết trên bóng mái đã thể hiện nét hoa văn đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây, được khắc họa đầy thơ mộng qua ánh sáng bằng ngôn ngữ kiến trúc.